Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Chúng ta cùng đến với trích đoạn tiếp theo của chương 2, Phu Phụ, Đạo Vợ Chồng. Phu bất hiền tắc vô dĩ ngự phụ, phụ bất hiền tắc vô dĩ sự phu, phu bất ngự phụ, tắc uy nghi phế khuyết, phụ bất sự phu, tắc nghĩa lý đọa khuyết, phương tư nhị giả, kỳ dụng nhất giả. Tạm dịch: người làm chồng, nếu như không có phẩm hạnh hiền đức thì sẽ không thể quản thúc được vợ. Vợ, nếu như không phải là người hiền huệ thì cũng không thể phụng sự được chồng. Nếu như chồng không thể quản giáo được vợ thì sẽ mất đi sự uy nghiêm. Vợ, nếu như chẳng thể phụng sự chồng thì đạo nghĩa cũng chẳng còn. Tác dụng của hai việc này là như nhau, thiếu đi một thứ cũng không được. Ý nghĩa của đoạn này là nếu như người chồng không có tài đức thì không thể quản giáo được vợ. Chữ ngự này có nghĩa là tiết chế. Còn nếu như vợ không phải là người tài đức thì không thể phụng sự chồng mình. Nếu như người chồng không thể quản giáo, tiết chế vợ thì uy nghi của chính mình sẽ mất, không có uy nghi. Nếu như vợ không thể phụng sự chồng thì thiếu mất đi lễ nghĩa. Hai việc này thiếu mất một điều cũng không được. Phần sau chúng ta sẽ học tập chi tiết. Phu bất hiền tắc vô dĩ ngự phụ. Cái chữ hiền này của người chồng nghĩa là gì? Trong giáo dục của văn hóa truyền thống, giữa vợ chồng với nhau cần phải làm được phụ nghĩa, phụ thính. Nên cái hiền của người chồng quan trọng ở chỗ hiểu nghĩa. Đạo nghĩa đối với người nam rất quan trọng. Nghĩa giả, chi giả. Người có nghĩa thì làm bất kỳ việc gì cũng hợp đạo lý. Khí chất mạnh mẽ, có thể cầm được lên, có thể buông được xuống. Người đó ở bên ngoài có thể thành tựu sự nghiệp, và nhờ vào sự thành công của sự nghiệp nên ở nhà có quyền lực mà hoạch định phương kế cho vợ. Đối với sự việc nhỏ nhặt trong gia đình thì không bận tâm. Chuyện tiểu tiết như dầu, muối trong nhà không bàn đến. Nhưng đối với hoạch định lớn lao thì nắm rất vững. Ví dụ như việc dạy con cái thành người như thế nào, phát hiện ra vợ mình có sai sót chỗ nào thì cần kịp thời dẫn dắt. Đây chính là tài đức của người chồng. Trong quá trình học tập, tôi cũng không ngừng tư duy rằng người nam nhất định cần có khí chất mạnh mẽ. Nếu như người nam không có khí chất mạnh mẽ thì người phụ nữ của họ sẽ khó thành tựu khí chất nhu thuận của nàng. Như thế thì bầu trời sẽ sụp xuống, còn mặt đất cũng không thể nào gánh chở nổi. Dù có đức dày đến đâu thì cũng sẽ rất khó khăn để gánh vác bầu trời. Thế nên người nam cần đứng thẳng chống đỡ một vùng trời thì người nữ mới có thể an nhiên trở thành một dải đất được. Trong quá trình mười mấy năm chung sống với chồng, trước giờ tôi luôn cho rằng chồng tôi là người gia trưởng. Thế nhưng hiện nay tôi thấy rằng sự gia trưởng đó ngược lại có một khí chất mạnh mẽ. Việc hy hữu hơn là từ chồng tôi có thể nhìn thấy được ý nghĩa của chữ hiền của người nam là như thế nào. Đó là có sự nghiệp, trọng nghĩa khí, hiếu thảo với cha mẹ, đối đãi khoan hậu với người nhà, không xét nét những tiểu tiết. Thế nhưng đối với một vài phương diện nhỏ cần phải ngăn ngừa phòng lỗi, anh ấy vẫn có thể làm được rất tốt. Lúc chúng tôi mới kết hôn, đối với những việc nhỏ anh ấy đã yêu cầu tôi một cách nghiêm khắc. Cho nên tổ tiên có một câu nói: dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Ai sẽ là người dạy vợ từ thuở ban sơ mới về? Trước tiên, người chồng phải dạy. Khi vừa bước vào cửa nhà thì phải dạy ngay. Nếu như không dạy vào lúc này, bỏ qua thời cơ này, thì về sau có dạy như thế nào cũng rất khó. Lúc tôi mới về nhà chồng 2-3 năm đầu, tôi đã được dạy dỗ rất nhiều. Anh ấy đã dạy tôi buông xuống dục vọng khống chế đối với tiền tài, đồng thời dạy tôi buông bỏ một số tập khí của một đại tiểu thư
phải làm việc, làm đến mức nào? Chồng tôi bảo, quan trọng là ở hai nơi, nhà bếp và nhà vệ sinh. Nhà bếp không được dính dầu, nhà vệ sinh không được có mùi hôi. Đây chính là hai tiêu chuẩn lớn của việc nhà. Phòng khách thì anh ấy không cần kiểm tra, vì anh ấy nói phụ nữ đi ra ngoài lúc nào cũng tươi tắn, nhưng nhìn vào nhà thì thấy bừa bãi, lộn xộn, như thế không được. Chồng tôi còn dạy tôi làm thế nào tiếp đại khách, nói chuyện có chừng mực. Chồng tôi quả thực là một vị thầy quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Những việc anh ấy yêu cầu lúc mới kết hôn đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong cả đời này của tôi. Tôi còn nhớ, lúc mới kết hôn, có một lần anh ấy mời bạn bè về ăn cơm. Lúc ở bàn ăn, tôi cảm thấy là tôi không nói nhiều, hình như chỉ nói có hai câu. Vậy mà về nhà bị anh ấy dạy cho một bài học. Anh ấy nói, lúc ở bàn ăn, khi có bạn bè là nam giới nhiều, thì phụ nữ không cần nói nhiều lời xen vào. Em chỉ cần ăn cơm, ngồi nghe là được rồi. Đó chính là cổ lễ. Tôi cũng đã đem những ví dụ về sự dạy dỗ của chồng tôi chia sẻ cho các nhân viên nam trong công ty, thì họ đặc biệt là những người đã kết hôn nói rằng, cho tôi xin, giám đốc Trần à, chúng tôi sao dám làm như thế? Chúng tôi đều nộp lương và tiền tiết kiệm cho vợ cả rồi, sao dám ăn nói mạnh bạo như thế được? Nếu làm như vậy, chắc thế nào chúng tôi cũng bị họ lấy chổi quét ra khỏi nhà. Tôi nói, thế không được. Vậy nam tính mạnh mẽ của các anh để ở đâu? Họ nói, cần gì nam tính mạnh mẽ chứ, có thể chung sống với nhau là tốt rồi. Thế nên, thời đại ngày nay không như vậy nữa. Chúng ta nhìn thấy có một số việc không thể nào làm được. Đó là vì bản thân các anh ấy không có cách nghĩ và sự yêu cầu như thế, mà đều muốn xuôi theo, đều đồng ý về nhà làm cơm, giặt đồ. Vợ ra ngoài bươn chải làm sự nghiệp, làm việc điên đảo như thế. Thế nhưng, điều này trái ngược với đạo của trời đất, trái ngược đạo âm dương. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, nam bất trung lương, nữ bất nhu thuận. Khi giảng bài ở một số buổi luận đàn, tôi cũng không dám nói chữ ngữ này có nghĩa là tiết chế. Nhưng trên thực tế, nó mang nghĩa tiết chế. Vì sao tôi không dám nói ra? Đó là vì cảm thấy nói ra nghe không dễ chịu. Lễ giáo của phong kiến truyền thống dựa vào điều gì mà tiết chế chúng tôi chứ? Kỳ thực, hai từ tiết chế này nếu như tách ra để xét, thì chữ tiết có nghĩa là làm bất cứ sự việc gì cũng cần có tiết độ. Vì sao người nam lại đến để giúp chúng ta làm việc gì cũng có tiết độ? Bởi vì người nam có phương thức tư duy tương đối thiên về lý tính, còn người nữ thì thường tư duy theo cảm tính. Nếu bạn không tin thì cứ ra cửa hàng mà xem. Trước những quầy hàng khuyến mãi lớn chắc chắn đều là phụ nữ. Bất kể thế nào cũng mua về đã. Thực tế khi mua về một đống rồi, lấy ra tính lại, thấy cũng chẳng khác gì so với giá chưa khuyến mãi. Còn nam giới thì rất ít người bị kích động bởi những sự việc này. Thế nên, sự kết hợp vợ chồng chính là sự phối hợp tốt đẹp giữa nam và nữ. Đối với một số sự việc, anh ấy có thể giúp cho bạn không xử sự quá dựa trên tình cảm. Chữ chế có nghĩa là ngăn chặn. Ngăn chặn không để bạn làm một số việc không tốt. Thiên tánh nào của phụ nữ thì nặng hơn so với nam giới? Chính là đố kỵ, ngạo mạn, hẹp hòi, thích than phiền. Rất nhiều người phụ nữ như thế, xem trọng tiền bạc, không xem trọng tình bằng hữu bằng nam giới. Nam giới ở bên ngoài đối với bạn bè rất rộng rãi, có thể liều mình vì bạn, có thể buông xuống một vài thứ vì bạn. Còn phụ nữ thì quan tâm đến những tình cảm nhỏ của riêng mình. Thế nên, nam giới có thể ngăn chặn sự lan rộng của tâm đố kỵ, than phiền, tham lam của phụ nữ, phát hiện mầm mống, liền kịp thời ngăn ngừa cô ấy làm việc ác. Bởi vì giữa vợ chồng với nhau
dễ cầu thông và lắng nghe lẫn nhau. Có lúc tôi nghĩ, phải chăng chúng ta dễ nghe lời của chồng hơn lời của cha mẹ? Lúc mới kết hôn, dường như những gì chồng nói chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng cha mẹ nói thì không dễ tiếp nhận. Thế nên, ở trong đây có một đạo lý rất sâu. Phụ bất hiền, tắc vô dĩ sự phu. Trong sách Tăng Quảng Hiền Văn có câu: Thề hiền phu hòa thiểu, tử hiếu phụ tâm khoan. Nghĩa là nếu vợ là người hiền thì người chồng gặp ít hỏa hoạn. Nếu con cái là kẻ hiếu thuận thì lòng của cha mẹ sẽ thư thái ung dung. Từ xưa đến nay quả thực là như thế. Nhỏ là bá tánh bình dân, lớn là gia đình quyền quý. Đa số gặp họa đều khởi nguồn từ chốn khuê môn. Những ví dụ như thế từ xưa đến nay rất nhiều. Chúng ta xem Liệt Nữ Truyện có riêng một chương chuyên nói về các quốc gia đã bại vong trong bàn tay của người nữ như thế nào. Thế nên Lưu Hướng trong cuốn thứ ba của Liệt Nữ Truyện có nói: Thánh Vương thuở xưa chánh việc phi thất, phi thất chánh tất hưng, bất chánh tắc loạn. Nhà Hạ hưng thịnh do Đồ Sơn thị, diệt vong bởi nạn Muội Hỷ. Nhà Ân hưng thịnh ở Hữu Nhung, diệt vong bởi vì Đát Kỷ. Nhà Chu hưng nhờ Thái Tự, diệt vong bởi nàng Bao Tự. Có thể thấy quốc gia hưng vong đều có quan hệ mật thiết đến hàng nữ nhân. Chúng ta có thể không đến nỗi làm hại quốc gia, nhưng có thể khiến cho gia đình mình bị hủy hoại hay không thì chúng ta cần phản tỉnh lại xem. Nếu như chính mình không tham phấn son, quần áo, không tham nhà cao, cửa rộng, không tham lái xe đẹp, thì chồng sẽ không dốc hết trí xảo, thậm chí làm ra những việc tham ô, lừa đảo. Dục vọng của người nữ luôn luôn thôi thúc chồng mình. Mỗi lần chồng về nhà liền thúc một tí. Đến sau cùng, người chồng như uống phải thuốc độc. Mỗi ngày một chút nhưng không cảm giác. Lâu ngày chạy tháng cho đến sau cùng, vì tiền tài mà bất chấp thủ đoạn. Thế nên chúng ta nói người hiện nay đều là nhị lang thần. Một cái là tài lang, nghĩa là sói mê tiền tài. Một cái là sắc lang, nghĩa là sói mê sắc đẹp. Tài lang và sắc lang này có phải nói về nam giới hay không? Tôi cảm thấy không phải. Nếu như phụ nữ không có hai thứ dục vọng này thì nam giới sẽ không như vậy. Nếu như bạn không hề tham tài, bản thân đối với tiền tài không hề có cảm giác, thì người nam trong nhà bạn sẽ nghĩ mình ra sức kiếm tiền để làm gì? Họ sẽ nhìn được thông. Bản thân tôi sau khi học văn hóa truyền thống được 6 năm thì dục vọng đối với vật chất càng ngày càng nhạt. Nghĩ đến người ta đến với thế gian này với hai bàn tay trắng, lúc ra đi cũng hai bàn tay trắng. Tất cả những thứ bên thân giống như khói mây thoáng qua trước mắt. Vì sao không tận dụng đời người tốt đẹp này mà hành thiện, tích đức, nỗ lực nâng cao cảnh giới của chính mình? Dục vọng vật chất đều là gánh nặng và khối u của cuộc đời, chẳng có gì tốt đẹp cả. Thế nên tôi thường nói với chồng rằng tiền gửi trong ngân hàng chỉ là một dãy số, cầm trên tay thì là một nắm giấy. Nhưng lúc tiêu tiền phải xem bạn có trí tuệ hay không. Nếu dùng tiền sai chỗ thì nguy rồi, sẽ rước lấy phiền phức vào thân. Ví dụ như dùng tiền đánh bạc, uống rượu, vui chơi, làm những việc thế này chính là rước họa vào thân. Không có tiền rất tốt, không tiền thì nhẹ người. Thế nên có một lần chồng tôi có một hạng mục cần phải đàm phán. Anh ấy về nhà nhìn có vẻ hơi u sầu, chắc là có chướng ngại. Sau đó tôi đã nói với anh: Anh đừng suy nghĩ nhiều như thế. Trước tiên anh đừng nghĩ cần phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà anh hãy nghĩ đến việc thành tựu sự nghiệp.
nghĩ đến việc thành tựu cho các nhân viên trong công ty. Anh hãy nghĩ như thế. Anh phải đặt cái tâm mong cầu xuống, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Làm được thì tốt, có thành hay không cũng không nên mong cầu quá mức. Nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Nghĩa là người không mong cầu thì phẩm hạnh tự nhiên cao. Ngày hôm sau, anh ấy đàm phán rất thuận lợi. Anh ấy cảm thấy dường như đã buông xuống được cái tâm mong cầu, không có nhiều phiền não nữa. Ngược lại, nếu như chúng ta nói để kiếm được tiền thì cần phải thế này, thế kia, sau đó nghĩ đến khi có tiền rồi thì chính mình sẽ hưởng thụ ra sao, nếu không kiếm được thì sẽ rất đau khổ. Cho nên cần phải biết buông xuống tự tư, tự lợi, buông xuống danh văn, lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục, lục trần. Ví dụ như phụ nữ nếu như quá để ý đến vóc dáng, diện mạo của chính mình, mỗi ngày đều ra vào thẩm mỹ viện lo trang điểm, thì nam giới cũng sẽ như thế. Bạn chú trọng điều này, họ cũng sẽ như vậy. Nếu như bên ngoài họ nhìn thấy người khác xinh đẹp hơn bạn thì phiền phức rồi. Con sắc lang, nghĩa là con sói mê sắc đẹp đó đã bị bạn dắt đến rồi. Thế nên hai con sói này cần phải tránh xa chúng. Đừng dẫn sói vào nhà. Phụ nữ, trước tiên hãy tự mình làm trước. Bạn đối với chúng không có hứng thú thì sẽ không rước lấy chúng vào cửa. Chồng của bạn sẽ không gặp phải chúng. Sáu chương đầu trong sách Liệt Nữ Truyện đều nói về đức hạnh của phụ nữ. Chương thứ nhất là Mẫu Nghi, chương thứ hai là Hiền Minh, chương thứ ba là Nhân Trí, chương thứ tư là Trinh Thuận, chương thứ năm là Tiết Nghĩa, chương thứ sáu là Biện Thông Truyện. Trong đó có phần chú giải của chương Hiền Minh là: Duy nhược hiền minh, liêm chánh dĩ phương, động tác hữu tiết, ngôn thành văn chương, hàm hiểu sự lý, trì thế kỷ cương, tuần pháp hưng cư, trung nhật vô ương, vì hậu hiền yên, danh hiệu tất dương. Nghĩa là chỉ có hiền minh, liêm chánh thì mới có thể giữ được chánh khí, hành động quy củ, lời nói ý tứ, hiểu rõ sự lý, biết kỷ cương thế đạo, hành theo phép tắc thì không tai ương cho đến cuối đời. Nếu hoàng hậu và phi tần đều là bậc hiền đức thì danh ấy ắt được tuyên dương. Ý của câu này là chỉ có hiền đức mới có thể minh lý, mới có thể thanh liêm, giữ được chánh khí. Liêm là biểu thị cho kiệm, thanh liêm chánh trực, buông xuống dục vọng đối với tiền tài. Nói một cách khác, trước tiên đối với tiền tài cần phải xem nhạt, không nên quá chú trọng vào tiền tài. Chánh là giữ gìn được chánh tâm, chánh niệm của mình. Động tác hữu tiết chính là có lễ, biết lễ độ, hiểu lễ tiết. Ngôn thành văn chương chính là có văn tài. Câu này ý nói phụ nữ cần phải đọc sách để biết lễ, chứ không phải là con mọt sách nhưng không hiểu lễ tiết, như vậy thật phiền phức. Hàm hiểu sự lý, trì thế kỷ cương, nghĩa là hiểu đạo lý của sự việc, đồng thời biết kỷ cương chính sách. Tuần pháp giữ cư, trung nhật vô ương, nghĩa là sống theo pháp luật, không làm trái cương thường, luân thường đạo lý, thì như vậy mỗi ngày đều không có tai nạn. Phi hậu hiền yên, danh hiệu tất dương. Nếu người phụ nữ này có thể trở thành hoàng hậu của một nước thì thanh danh của bà nhất định sẽ được lưu truyền đến tận thiên thu về sau. Quả thật là như vậy. Chúng ta hiện nay vẫn đang học tập và noi gương tam thái của nhà Chu. Danh tiếng của các bà đã siêu vượt thời gian, siêu vượt không gian. Thời nhà Minh, sách Nội Huấn do Nhân Hiếu Hoàng hậu viết cũng có sự giải thích hết sức tường tận về sự hiền đức của phụ nữ. Thế nào là sự hiền đức của phụ nữ? Trung thành dĩ vi bổn,
lễ nghĩa dĩ vi phòng, cần kiệm dĩ xuất hạ, từ hòa dĩ xử chúng, tụng đọc thi thư. Trung thành dĩ vì bổn, mở đầu đã nói đến chữ trinh. Chữ trinh này quán thông hết toàn chương. Về phương diện này, phụ nữ nhất định không thể phạm sai lầm. Chữ trinh này không những chỉ cho thân thể, nếu như thân thể phạm sai lầm thì quá đáng rồi. Ở đây còn bao gồm cả ý niệm. Ngày nay chúng ta có Internet, có thể ở sau lưng chồng lên mạng làm ra một số việc trái với luân lý đạo đức. Nếu tích lũy nhiều ác niệm thì sẽ dễ gặp phải ác duyên mà kết thành ác quả. Ngàn vạn lần chớ nên khinh suất. Có câu, tâm tưởng sự thành. Tâm thường nghĩ ác thì việc ác sẽ hiện tiền. Vậy sao chúng ta niệm niệm không nghĩ thiện, thành tựu thiện sự? Ví dụ hiện nay, trên mạng có một số trang web chat xấu, không nên tham gia. Bởi vì chỉ cần vào rồi thì cũng giống như hút ma túy vậy, càng lún càng sâu, rất khó dừng lại. Chỉ cần bạn bước vào không gian như thế, từ trường như thế, giao lưu với loại người như thế, thì sẽ giống như đặt mình bỏ vào trong đống cá ương vậy. Bản thân thì lại không cảm thấy hôi thối. Kế bên mình là một con cá ương. Thời gian lâu dần, họ lại quăng thêm vào những con cá ương nữa. Đến sau cùng, khi bạn không còn ngửi thấy mùi hôi thối của chính mình, thì bạn đã hết thuốc chữa. Nếu như bạn tiếp xúc với người tốt, bạn nói hiện nay tìm không ra người tốt, vậy thì hãy xem sách tốt, đọc sách của cổ thánh tiên hiền. Cho dù mỗi ngày đọc một trang, nhưng trong tâm có ý niệm tìm kiếm bạn lành, thì người có thiện nguyện, ông trời ắt phù hộ cho. Ông trời nhất định sẽ đưa một người bạn tốt đến bên bạn. Như thế sẽ giống như bước vào căn phòng chứa đầy hoa lan vậy. Có thể bạn cũng không cảm thấy có gì thơm, nhưng thời gian lâu dần, khi bạn bước ra, thì người khác sẽ ngửi được hương thơm trên thân bạn. Thế nên, chúng ta cần có cái tâm chứa đựng mùi hương, đồng thời còn có thể xông mùi hương đó đến mọi người xung quanh, chứ đừng để thân mình phát ra mùi hôi thối. Người khác khi nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ như vậy, nhìn đến hành vi, cử chỉ của cô ấy, lại nghe tiếng cô ấy nói chuyện, cảm thấy cô ấy rất bột chột, sốc nổi, thì quả thực làm xấu chính mình, xấu lây cả người nhà. Nếu bản thân vẫn không cho đó là xấu, thì quả thật là một sự việc rất hổ thẹn. Câu sau nói, lễ nghĩa dĩ vi phòng. Cái lễ này đi cùng với nghĩa trong từ đạo nghĩa. Có lễ thì mới có nghĩa, mang ý nghĩa phòng thủ. Trung thành dĩ vi bổn, cần kiệm dĩ xuất hạ, từ hòa dĩ xử chúng. Căn bản làm người chính là tâm trung thành. Trung thì không nghiêng lệch, siêu vẹo. Thành tức tâm không hư dối. Đối với người nhà của chính mình, người phụ nữ cần lấy mình làm gương trong việc dùng cần kiệm để tề gia, cần có thái độ nhân từ, an tường, bình hòa mà đối đãi với hết thảy mọi người trong và ngoài nhà. Then chốt là cần phải học tập, cần phải đọc thơ, đọc sách. Cho nên, sự dạy dỗ từ xưa đến nay đều không nói rằng phụ nữ không được đọc sách, không được học tập. Trước giờ chưa từng nói câu đó. Vì vậy, giáo dục đức hạnh phụ nữ là yêu cầu bạn cần phải học. Điều quan trọng trong việc học tập là không được kiêu ngạo, tự đại, không được cảm thấy thứ mình học, thứ mình xem đều nhiều hơn chồng mình, hiểu biết hơn chồng mình. Thế nên, trước tiên dạy bạn phải khiêm hạ, dạy bạn phải buông xuống, sau đó bạn mới học. Học ở đây là học đạo lý của học vấn chân thật. Phía sau lại nói, bất vong quy giáng, tẩm dữ túc già, duy thức ái quân. Ý câu này nói, đối với chồng thì không được quên khuyên can, nhắc nhở. Sự hiền đức của phụ nữ không phải là một mực nhắm mắt nghe theo,
mà khi chồng có hành vi không phù hợp thì mình phải biết khuyên can. Trong chương Sự Phu của Nữ Luận Ngữ cũng nói về sự hiền đức của phụ nữ. Phụ nữ không hiền đức thì như thế nào? Chính là phụ nữ ngu si, ngây ngốc, lười biếng, ngang ngược. Một người phụ nữ ngu ngốc, lười biếng, ngang ngược thì không phải là người hiền. Thế nên, trong chương Sự Phu, khuyên phụ nữ, thứ nhất là đừng học theo những phụ nữ thiếu trí tuệ, sẽ rước lấy họa vào thân. Khi chồng làm việc xấu ác thì cần phải chân thành khuyên can. Từ xưa đến nay, những ví dụ về việc Nam Mô A Di Đà Phật.